Cine xin chào tất cả anh chị và các bạn. Metro có lẽ là một giấc mơ đã tồn tại trong tâm trí của người Việt Nam chúng ta đã rất là lâu rồi. Khi Metro đã trở thành một cái phương tiện di chuyển rất là lâu đời và phổ biến trên thế giới, xuất hiện trên rất là nhiều những cái bộ phim Hollywood hay là những cái MV ca nhạc nổi tiếng, thì đó vẫn còn là một cái trải nghiệm mới mẻ, thú vị và đang được trông chờ ở Việt Nam. Trong video ngày hôm nay, đội ngũ Cine sẽ gửi đến anh chị và các bạn những hình ảnh mới nhất về tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên đang được hoàn thiện từng ngày để đáp ứng mong mỏi này của người dân. Anh chị và các bạn nhớ ủng hộ cho kênh bằng cách like, subscribe và chia sẻ cho kênh Cine nhé. Metro, hay còn gọi là đường sắt đô thị, là một hệ thống tàu điện cao cấp có thể đi ngầm dưới lòng đất hoặc di chuyển trên cao. Nhờ thiết kế hạ tầng riêng biệt nên tốc độ của phương tiện di chuyển trên tuyến Metro nhanh hơn, không có giao cắt với lối đi với các phương tiện khác. Giống với hệ thống xe buýt công cộng, tuyến Metro di chuyển nhiều lần trong ngày, có trạm dừng, nhà ga để đón và trả khách. Tại các nước phát triển, các tuyến Metro gần như không có người quản lý. Hành khách chỉ cần bỏ tiền vào hệ thống sẽ tự động trả lại cho bạn một chiếc thẻ có thông tin các trạm tự động. Bạn chỉ cần quẹt thẻ là có thể lên hoặc xuống trạm. Hiện tại ở thủ đô Hà Nội, chúng ta đã có tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có tổng cộng 8 tuyến Metro với tổng chiều dài là 169 km. Trong đó có một tuyến xe điện dài 12,8 km và hai tuyến đường ray đơn dài 43,7 km. Với số vốn đầu tư ước tính ban đầu lên đến 25 tỷ đô, Khoa và đội ngũ Cine sẽ dẫn anh chị và các bạn đi khám phá tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ngay sau đây nhé. Tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên có tổng chiều dài khoảng 19,7 km, trong đó 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao. Số lượng ga là 14, trong đó có 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Hướng tuyến bắt đầu từ Bến Thành và kết thúc tại Depot Long Bình, quận 9. Định hướng kéo dài từ ga Suối Tiên đến Bình Dương và đến thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Diện tích Depot Long Bình là 20 hectare với tổng mức đầu tư 2.491 tỷ đô đến từ nhà tài trợ Nhật Bản GICA và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023. Đó là toàn bộ những cái thông tin tổng quan về tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn bây giờ đội ngũ Cine xin mời tất cả anh chị và các bạn hãy cùng ngắm qua một số những cái hình ảnh thiết kế về nhà ga Bến Thành Suối Tiên và loại tàu mà chúng ta sẽ di chuyển nhé. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến cuối tháng này sẽ cơ bản hoàn thiện phần kiến trúc, cơ điện tại nhà ga Bến Thành là nhà ga trung tâm của hệ thống Metro Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được kết nối với các tuyến Metro khác trong tương lai. Hiện tiến độ thi công dự án Metro số 1 đã hoàn thành hơn 95%. Trong đó nhà ga ngầm Bến Thành đạt hơn 99%. Nhà ga Bến Thành thuộc gói thầu CB1A, nhà ga trung tâm của dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, có chiều dài 236m, rộng 60m, sâu 32m so với mặt đất, quy mô 4 tầng. Nhà ga ngầm được thiết kế bao gồm các khu vực và các phòng phục vụ vận hành nhà ga như sảnh chờ, sảnh thu phí, lối lên xuống, văn phòng nhà ga, phòng nghỉ của nhân viên, v.v. Điểm nhấn của nhà ga Bến Thành chính là top light, giếng trời lấy sáng cho ga Metro Bến Thành, được thiết kế với mái vòm nhìn từ trên xuống có hình hoa sen, đang xen bởi kính và tấm nhôm tổ ong. Nhưng đặc biệt nhất, chúng ta phải nhắc tới nhà ga Tân Cảng. Ga Tân Cảng thuộc tuyến Metro số 1 là nhà ga trên cao có quy mô lớn nhất. Mái che được thiết kế đặc biệt so với 10 ga còn lại. Sân ga có diện tích 6.000m² với hai làn tàu giữa ga và hai làn hai bên. Ga cũng là điểm kết nối của tuyến Metro số 1 và tuyến Metro số 5. Điểm nhấn của nhà ga Tân Cảng này là hệ thống vòm mái che có diện tích 6.200m², được thiết kế rất hiện đại. Màn mái che bằng chất liệu sợi thủy tinh phủ nhựa xuất xứ từ Nhật Bản. Không gian sân ga được thiết kế thông thoáng ở cả hai hướng, 4 làn tàu, mỗi làn có 28 cửa lên xuống tàu tự động. Mỗi cửa rộng 1m8, cao 1m2, có lối riêng cho người khuyết tật. Các chỉ dẫn hướng lên xuống tàu nằm dưới mặt sân ga.
phần lớn các hạng mục của sân ga như biển báo, phòng cháy chữa cháy, cơ điện, hệ thống chiếu sáng đã hoàn thiện. Các hạng mục khác của các tầng nhà ga đã hoàn thiện, bao gồm lắp đặt lan can thép, lan can inox, hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống mái che nhà ga, các hệ thống cơ điện ở tầng sảnh chờ và tầng ke ga, hệ thống tắm trần ở tầng trệt và khu vực sảnh lớn đón khách. Lối lên xuống sân ga có 6 thang bộ, 2 thang cuốn và 2 thang máy đã lắp đặt. Về tàu metro, sẽ có 17 đoàn tàu hoạt động trên tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Trong đó có 3 toa chở khách trên mỗi tàu. Nhà thầu Hitachi Nhật Bản hiện đang sản xuất các đoàn tàu metro tại nhà máy Kasado Iceland. Thiết kế ngoại thất thể hiện hình ảnh hiện đại của đoàn tàu metro này. Màu xanh da trời được lựa chọn cho tàu để thể hiện một vẻ ngoài tươi trẻ và dễ chịu trong điều kiện môi trường của Việt Nam. Tàu có thể chở tới 930 hành khách, với mật độ hành khách đứng là 8 người 1 mét vuông. Tay vịn, móc nắm được lắp đặt trong toa xe để đảm bảo an toàn cho hành khách. Trên toa tàu còn bố trí thêm vị trí và thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật đi xe lăn. Cũng như các dự án cơ sở hạ tầng khác, metro cũng có một cái tác động nhất định đến không gian đô thị và kinh tế chung của cả một khu vực. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua những cái tác động đó là gì nhé. Đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh với mật độ dân cư đông đúc như hiện nay thì nhu cầu kết nối của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng cao, trong khi hệ thống giao thông đang hoạt động đã quá tải, tình trạng kẹt xe, tắc đường diễn ra thường xuyên. Việc xây dựng các tuyến metro có ý nghĩa vô cùng to lớn trong tiến trình phát triển của thành phố, là cơ hội phát triển hạ tầng cũng như tái cấu trúc cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh theo kịp với những thay đổi lớn từ hạ tầng, góp phần cải tạo những khu vực đô thị cũ thành những khu dân sinh có chất lượng sống tốt hơn, gắn với giao thông công cộng, tiếp cận thuận tiện hơn với các điểm bán lẻ, dịch vụ cá nhân, y tế, giáo dục, giải trí, v.v. Thứ hai, việc hình thành và phát triển đường sắt đô thị sẽ tạo ra cơ hội để định dạng và tái cấu trúc các khu vực trong đô thị, đáp ứng nhu cầu dân sinh và nhu cầu phát triển đô thị trong tương lai. Khi hạ tầng giao thông phát triển, chắc chắn kiến trúc thượng tầng, các hạ tầng dịch vụ và hoạt động dân sinh cũng sẽ phát triển theo. Còn về kinh tế, từ sự thịnh hành của metro, quy hoạch hệ thống đô thị ngầm được hình thành gần như song song và đã tạo nên những thay đổi lớn cho đô thị của các quốc gia. Tại Nhật Bản, mạng lưới đô thị ngầm ở thành phố Osaka với tổng diện tích hơn 81.000 m2 trải dài qua 3 quận đã thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của hệ thống bán lẻ. Chỉ riêng quận Umeda đã có hơn 1.200 cửa hàng. Tại Thái Lan, các dự án tàu điện nội đô đã trở thành động lực phát triển kinh tế trong nước, tạo ra hàng triệu việc làm mới, thu hút hàng chục tỷ đô đầu tư từ xã hội và khởi tạo những mô hình kinh tế mới tại đất nước này. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ các công trình trọng điểm khi hoàn thành sẽ kiến tạo diện mạo mới cho khu trung tâm, giúp khu lõi của Sài Gòn trở nên thân thiện hơn với người đi bộ, tạo nên kết nối tốt hơn giữa các tòa nhà thương mại, dịch vụ và các công trình di sản văn hóa nội khu, kết nối với sông Sài Gòn và với khu đô thị Thủ Thiêm bên kia sông, đồng thời tăng kết nối liên vùng và các khu vực đang phát triển mạnh mẽ như phía đông Sài Gòn. Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên sẽ được đưa vào vận hành thử nghiệm toàn tuyến, giúp đưa giấc mơ metro đến gần hơn với người dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung. Đội ngũ Cine rất mong được trải nghiệm thực tế cái tuyến metro này sớm nhất có thể. Các anh chị và các bạn thì sao? Hãy để lại phần bình luận ở phía bên dưới để cho mọi người cùng biết nhé. Anh chị và các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ để ủng hộ cho kênh Cine. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video sau.